Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hạt tiêu ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu do nhu cầu tiêu thụ tiêu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nổi bật nhất ở thời điểm đại dịch COVID-19, việc ứng dụng hạt tiêu như là một chất để tăng cường miễn dịch cho cơ thể khiến cho giá hồ tiêu trong nước và trên thế giới đồng loạt tăng nhẹ. Giá hồ tiêu tại thị trường trong nước đang giao dịch ở mức 50.500 đồng đến 53.000 đồng một kg, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, Đặc biệt hồ tiêu của Việt Nam được nhận định có triển vọng tốt khi cung thấp, cầu cao. Bên cạnh đó, các hiệp định FTA được thực thi thời gian gần đây đã mở ra cơ hội tăng tốc xuất khẩu hồ tiêu nói riêng và các loại nông sản nói chung. Đối với EVFTA, các nước EU cam kết xóa bỏ thuế quan đối với sản phẩm hồ tiêu mã HS 0904 ngay khi hiệp định này có hiệu lực. Tuy nhiên, việc xuất khẩu cũng phải đối mặt với vấn đề hàng rào kỹ thuật khi hồ tiêu Việt Nam có hàm lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn cao do vậy để giữ vững và phát triển vị thế đối với ngành hàng tiêu các doanh nghiệp hộ sản xuất nhà quản lý cần không ngừng đổi mới nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và các yêu cầu khác của nước nhập khẩu